Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món súp nuôi chay. Về nuôi ở đây mình dùng là hai bịch nuôi nè. Mỗi một bịch nuôi là 200 g, hai bịch thì mình dùng là khoảng 400 g. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha, tùy theo các bạn á. Thì cái phần nuôi này á, các bạn có thể là mình ngâm với nước lạnh bình thường, mình ngâm qua đêm để sáng hôm sau mình nấu. Hoặc là nếu như mà đôi khi các bạn quên á, hoặc là không có thời gian thì các bạn có thể là mình ngâm với nước nóng. Nước nóng chứ không phải là nước sôi nha các bạn. Mình ngâm nước nóng khoảng 1-2 tiếng lần hồi nó cũng nở ra. Rồi mình sẽ rửa sạch và để ráo lại. Về rau củ thì hôm nay mình dùng khá là nhiều để nấu cho cái nước nó ngọt hơn. Mình dùng tổng cộng là khoảng là 1,3 kg rau củ á, bao gồm là một trái mướp nè, mình sẽ cắt cái làm tư. Rồi củ sắn hay còn gọi là củ đậu, mình dùng một cái củ sắn, rồi một cái củ cải trắng nhỏ, một củ su hào, một củ cà rốt. Thì mấy thứ này thì mình sẽ sắc hạt lựu. Tùy theo các bạn thích cái nào nhiều thì mình sẽ dùng cái đó nhiều để nấu nước ngọt nha. Một ít nấm đông cô nè. Nấm đông cô thì mình cũng sẽ ngâm khoảng vài tiếng, xả sạch. Mình cũng sẽ sắc hạt lựu luôn. Như cái này của mình thì nó nhỏ nên mình cắt làm tư. Rồi thêm một nửa cái củ cải muối, sắc làm đôi ra. Củ cải muối thì mình sẽ dùng một ít thôi chứ không dùng nhiều nha các bạn. Chủ yếu là để cho nó thơm cái nước. Dùng nhiều lắm thì cái nước nó mặn, do đó là mình dùng ít thôi. Một ít đậu hũ chiên, ngò gai mình sắc nhuyễn nè, rồi hành lá, đầu hành thì mình sẽ sắc khúc. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước là khoảng 3 lít nước nha các bạn. Nước sôi thì mình sẽ bắt đầu mình cho tất cả những cái rau củ này vô. Mình sẽ để lửa lớn cho nước nó sôi trở lại nha. Nãy mình quên nói cái củ cải muối các bạn sơ chế thì mình sẽ ngâm cũng khoảng 1-2 tiếng. Mình cũng sẽ rửa sạch nó lại cho bớt muối. Mình sẽ nêm sơ gia vị vào đây nha. Mình cho vô đây là nửa muỗng cà phê bột ngọt nè. Nửa muỗng canh hạt nêm chay. Nửa muỗng canh muối. Một muỗng canh đường. Mình để lửa lớn, khi nào nước nó sôi trở lại mình sẽ hạ xuống lửa vừa, mình sẽ nấu từ từ cho nó ra nước ngọt nha. Mình sắc những cái rau củ nó đều với nhau như thế này nè, mình nấu nó, mình cho vô một lượt. Nấu nó nhanh gọn hơn. Hầm, với lại khi mà mình hầm thì mình sẽ lấy được nhiều cái chất ngọt ở trong rau củ hơn. Mình sẽ cho nó sôi liu riu nha các bạn. Có bọt thì mình sẽ vớt bọt. Mình sẽ bắt đầu tính thời gian mình nấu cái nồi nước súp này. Tiếp theo mình sẽ đi luộc nuôi nha. Nước sôi thì mình sẽ cho nuôi vô nè. Cái này do mình ngâm rồi á, nên mình luộc nó rất là nhanh chín. Khoảng vài phút là nó chín rồi các bạn. Để lửa lớn cho nó nhanh chín nha. Để biết nó chín hay không á, thì các bạn có thể là mình ăn thử nha. Của mình thì mình thấy nó được rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Mình sẽ rửa lại khoảng từ 3 đến 4 lần với nước sạch đó, để cho nó trong cái con nuôi hơn, với lại nó đừng có bị dính. Nuôi mình nó vớt ra rồi mình rửa sạch để ráo này nè các bạn. Mình để ráo tầm khoảng 5 phút thôi. Sau đó mình sẽ cho một ít dầu ăn vô. Nếu như các bạn có dầu hành tím phi hay là tỏi phi thì mình trộn vô nó sẽ thơm nuôi hơn. Trộn cho nó đều. Nhưng mà thông thường á, luộc nuôi á, thì mình luộc cho nó chín khoảng 80-90% hoặc là tối đa 95% thôi, đừng cho nó chín hẳn. Chín rục nó không ngon nha các bạn. Các bạn phải trừ hao khi mà mình chan cái nước súp nóng lên đó, thì nó sẽ vừa chín tới con nuôi, nó sẽ ăn dai ngon hơn.
Rồi, bây giờ mình sẽ để cái này qua một bên nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi phi cái đầu hành lá này. Cho ít dầu ăn vô chảo thì mình sẽ cho đầu hành vô mình phi cho nó vàng thơm á. Để hồi mình sẽ cho vào cái nước súp nó rất là ngon. Nó thơm á. Giờ mình thấy nó vàng được rồi nè, mình sẽ tắt bếp nha. Nồi nước súp của mình nãy giờ mình nấu được khoảng 40 phút rồi nè các bạn. Các bạn chịu khó mình vớt bọt thường để cái nước nó trong hơn. Do hôm nay mình dùng rau củ nhiều nên mình cho vào đây khoảng một muỗng canh đường là được rồi. Mình sẽ cho đậu hũ vô đây. Mình cho đậu hũ mình nấu một chút xíu để cho nó ngấm cái nước súp nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Tùy theo các bạn nha. Mình cho vào đây một muỗng canh hạt nêm chay. Cái phần mướp này á mình sẽ vớt nó ra nha các bạn. Về nêm nếm á, thì các bạn có thể điều chỉnh lại nha. Nhà mình thấy như thế này là vừa ăn rồi đó. Mình sẽ nấu thêm khoảng vài phút nữa thôi chứ không nấu lâu nha. Trước khi tắt bếp thì mình sẽ cho hành lá như nè, ngò gai, một ít ngò gai. Nấu cái món súp này á, ngò gai nó rất là hợp. Các bạn xắt nhỏ nhỏ mình cho vô nước nó thơm lắm. Rồi mình cho thêm cái đầu hành lá nó mình phi á. Mấy cái thứ này thì rau mùi này nó rất là thơm. Nồi nước súp của mình như vậy đã xong rồi đó. Nồi nước súp rất đơn giản, rất là ngon luôn á. Hôm nay thì mình chỉ nấu chung với đậu hũ thôi. Bạn nào mà thích chả chay thì mình có thể là mình dùng thêm. Mình sẽ múc nuôi ra tô. Hôm nay do mình nấu rau củ nhiều với lại mình sắc giữ hạt lựu nên mình sẽ không ăn chung với giá nha. Bạn nào thích giá thì mình có thể là mình ăn thêm cái đó. Bây giờ mình sẽ chan vô tô nha. Mình thấy sắc rau củ mà hạt lựu như thế này nó rất là dễ ăn. Mình rắc lên đây một ít tiêu, một ít ngò gai, hành tím phi. Món súp nuôi chay của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Rất là đơn giản và nhanh gọn luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Cái nước dùng của mình nó rất là trong. Cái nước nó vừa ăn các bạn, rất là thơm luôn á. Ngon lắm. Nó ngọt thanh từ rau củ á. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.